được. Mấy người nói cho tôi biết đây là đâu và tôi là ai. Trái cây, chú mua con ít trái cây đi. Tha tội cho con. Con đi, ai cho mày bán ở đây? Công chúa cho nô tỳ hỏi. Ok có nghĩa là gì vậy? Công chúa là công chúa Tiểu My, công chúa thứ 13 của triều đình. Mày là cái thứ không cha không mẹ, đồ gốc ghẻ. Nghĩ sao gọi công chúa bằng mày, phạm thượng. Ngoan ngoãn nghe lời, tụi anh để yên cho làm ăn nha. Tôi nghĩ ở đây là thế giới song song. Ông thần ơi, xin ông hãy cho con quay trở lại thế giới của con đi. Ta là Đức Lăng Quân của nàng. Mà Đức Lăng Quân là cái quần què gì ạ?